Ok, xin chào anh em. Như anh em có thể nhìn thấy thì hiện tại trên tay mình đang chính là chiếc Mavic Air, một sản phẩm mà DJI vừa cho ra mắt trong thời gian vừa qua. Bây giờ mình sẽ biểu diễn cái tính năng bay thông minh của Mavic Air, đó chính là nhận diện tay, nhận diện cử chỉ